là chiếc xe hàng đầu, hội tụ những yếu tố tốt nhất của một chiếc GT, Aston Martin DB11 AMR chính thức trình làng với tốc độ tối đa gần 335 km/h. DB11 AMR đã được công bố trong buổi khai trương của trung tâm hiệu suất AMR Performance Center tại trường đua nổi tiếng Nürburgring. Dù thuộc phân hiệu AMR với rất nhiều trang bị hỗ trợ đua, nhưng DB11 AMR vẫn có được sự sang trọng hàng đầu, xuyên suốt khoang cabin. Dưới mũi xe, Aston Martin DB11 AMR che giấu cỗ máy tăng áp kép V12 5.2 lít quen thuộc của thương hiệu, sản sinh công suất 630 mã lực và 700 Nm mô men xoắn cực đại, trong đó có 30 mã lực bổ sung đến từ hộp số tự động 8 cấp cũng đã được hiệu chuẩn lại. Thiết lập này cho phép DB11 AMR tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,7 giây trước khi cán tốc độ tối đa 334,7 km/h, nhanh hơn 13 km/h so với DB11 thông thường. Aston Martin tiếp tục tiết lộ hệ thống treo của DB11 AMR cũng được sửa đổi để tạo cảm giác kết nối lớn hơn mà không làm ảnh hưởng đến sự dẻo dai. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hệ thống treo này chưa làm việc đủ tốt trên DB11 tiêu chuẩn. Các mẫu xe hiệu suất nhà Aston Martin thường sở hữu một kiểu dáng khiêm tốn hơn so với những người anh em họ hàng đến từ Ý. Vì vậy, bạn sẽ không tìm thấy một cánh gió lớn ở phía sau như trên siêu xe Aventador SP. Tuy nhiên, Aston Martin DB11 AMR lại sử dụng vật liệu sữa carbon rất hào phóng ở cả thân xe và bên trong nội thất. Chưa hết, để củng cố thêm diện mạo, tất cả các phần trang trí chrome ở ngoại thất đều được đổi sang màu tối đơn sắc. Các đèn pha và đèn hậu của DB11 AMR cũng được sơn trong suốt. Các điểm nhấn màu vàng sáng nổi bật có ý nghĩa gợi nhắc về Vulcan. Các yếu tố này xuất hiện ở bộ tách gió phía trước, bộ khuếch tán và các phanh xe lạ mắt. Tất cả các thành phần trên đều thuộc phiên bản đặc biệt AMR Signature Edition. Nó cũng bổ sung thêm cho siêu xe da bọc đen Dark Knight, các chi tiết màu vàng chanh lem trong khoang cabin, bảng táp lô màu đen và sự kết hợp giữa sợi carbon và các thành phần satin dark chrome. Aston Martin cho biết sẽ chỉ sản xuất 100 chiếc DB AMR Signature Edition trên toàn thế giới, trong khi giá bán khởi điểm của DB11 AMR là từ 174.995 bảng Anh, tương đương 5,4 tỷ Việt Nam đồng. Tại Anh Quốc, phiên bản giới hạn đặc biệt sẽ có giá từ 201.995 bảng Anh, tương đương 6,24 tỷ Việt Nam đồng.